Hoàng Ni xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Hỏi đáp thế vụ hàng tháng của Vietfay TV. Và vâng, kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì cũng không ai xa lạ, đó chính là anh David Ngô. Vâng, và anh David Ngô chính là chuyên viên Sở Thuế Liên bang Úc Châu đến với chương trình Hỏi đáp thuế vụ của Vietfay TV ngày hôm nay để thảo luận về Superstream, một cải cách của chính phủ có ảnh hưởng đến phương pháp mà các chủ nhân đóng tiền hưu, tiền super cho các công nhân. Và các chủ nhân này cần phải làm những gì để chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi này? Xin được chào anh David Ngô. Rất cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với Vietfay TV cũng như quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Ni. Trước hết xin được kính chào quý khán giả Vietfay TV và xin hân hạnh chào cô Hoàng Ni. Vâng, chào anh. Vâng, và trước khi vào chương trình thì Hoàng Ni cũng xin đọc một thông báo nhỏ của Sở Thuế vụ gửi đến quý vị. Chương trình này chỉ có mục đích để phổ biến các thông tin tổng quát về thuế vụ. Luật thuế có tính cách phức tạp và ngay cả những khác biệt chút đỉnh về hoàn cảnh có thể dẫn đến những kết quả về việc thuế ứng dụng khác nhau. Quý vị khán giả nào cần những lời chỉ dẫn cho những trường hợp cá biệt của quý vị, xin vui lòng liên lạc với cố vấn thuế vụ hay với Sở Thuế. Vâng, và như khi nãy đã đề cập thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về Superstream. Xin anh David Ngô vui lòng cho quý vị khán giả biết thêm về Superstream ạ. Yeah, cảm ơn cô Hoàng Ni và thưa quý khán giả, thì quý khán giả cũng nghe cái chữ mà cô Hoàng Ni vừa đề cập, đó là Superstream, nghĩa là một cái gì đó nó có liên hệ tới super, tức là cái tiền hưu của chủ nhân đóng cho công nhân. Thì thưa quý vị, Superstream này là một cái phương cách mới, một cái quy trình mới mà chính quyền đòi hỏi những chủ nhân một cái phương cách để đóng tiền super cho công nhân. Thì trước đây thì chủ nhân cứ là gửi check hay là chuyển tiền đến quỹ super, rồi từ đó quỹ super sẽ đưa vào cái account của công nhân. Nhưng mà bây giờ cái hệ thống nó khác rồi. Thì qua nguyên tắc của Superstream thì những chủ nhân phải đóng tiền cũng như là chuyển những cái dữ liệu, những cái data qua cái hệ thống điện tử, tức là electronically, chứ không phải là gửi check hay là gửi thư từ như trước đây. Tất cả đều phải chuyển qua hệ thống điện tử. Quý vị cũng biết là nếu mà chúng ta làm như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức cũng như là tiền bạc. Vâng, xin được cảm ơn anh. Và xin anh cho biết thêm là Superstream thì có cái lợi ích gì anh David? Thì như quý vị biết là Superstream là một cái phương pháp để mà đóng tiền hưu, đóng tiền super rất là đơn giản và cũng thích hợp cho chúng ta nhiều. Thì tất cả những cái dữ liệu được gửi qua hệ thống điện tử thì như vậy nó được một cái lợi thế là nó nhanh. Thứ hai nữa là nó qua một cái dạng tiêu chuẩn, từ đó những người chủ có thể đóng tiền super vào nhiều quỹ khác nhau cùng một lúc, chứ không phải là mỗi một quỹ thì phải làm hồ sơ phải đóng tiền từng quỹ một. Bây giờ tất cả đều chuyển qua một cái hệ thống và như vậy là quý vị cũng biết là đỡ rất là nhiều thời giờ. Và đối với làm công việc kinh doanh cơ sở thì tiết kiệm thời giờ, tức là tăng được cái tiền bạc thì mình lo về việc kinh doanh. Thì đến hiện nay thì đã có trên 400.000 chủ nhân của các cơ sở nhỏ đã áp dụng Superstream và cũng đã hưởng những cái quá trình đơn giản của việc đóng tiền super này. Thì chúng tôi cũng được biết là qua những chủ nhân này thì họ đã cho biết là đã tiết kiệm được trên 70% cái số thời giờ mà trước đây họ sử dụng cho cái việc đóng tiền super, thì bây giờ cái thời giờ đó nó giảm đi rất là nhiều. Vâng, như vậy thì là quá tốt đúng không thưa anh? Vâng, và xin anh cho biết thêm thì khi nào thì các chủ nhân cần phải khởi sử dụng Superstream thưa anh David Ngô? Thì đối với những chủ nhân cỡ lớn, tức là có từ 20 công nhân trở lên, thì cái việc Superstream này đã ứng dụng từ lâu rồi và họ đã bắt đầu đóng tiền super qua cái hệ thống điện tử. Còn đối với những chủ nhân có từ 19 công nhân viên trở xuống thì cái ngày hết hạn là 30 tháng 6 năm 2016, tức là cuối năm tài khóa này, thì quý vị cũng biết là bây giờ đã là tháng 4 thì còn không bao lâu nữa. Do đó thì chúng tôi cũng xin phép được nhắc nhở tất cả quý vị chủ nhân có những công nhân viên nào 19 có 19 công nhân viên trở xuống thì chúng ta hãy bắt đầu khởi sự ngay từ bây giờ.
Dạ vâng. Hoàng Ni nghĩ rằng là các chủ nhân cũng nên là khởi sự ngay từ bây giờ. Nhưng mà như vậy thì họ cần phải làm gì để cho cái khâu chuẩn bị này, thưa anh David Ngô? Dạ thì đó là cái điều mà mấu chốt mà chúng ta cần biết là chúng ta phải làm gì. Thì để mà khởi sự thì các chủ nhân cần chọn cái cách đóng tiền qua hệ thống điện tử như thế nào. Tại vì nó có một số cách. Có thể là chúng ta sử dụng một cái hệ thống lương bổng, tức là một cái payroll system, trong đó nó có những cái hướng dẫn, những cái phương cách để mà đóng tiền shipper qua hệ thống điện tử. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống của quỹ shipper. Chúng ta có thể hỏi quỹ shipper là có cái hệ thống shipper stream nào chúng ta có thể dùng được, thì chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống đó. Ngoài ra cũng có một cái hệ thống gọi là messaging portal. Thì cái messaging portal này chuyên về cái công việc là họ sẽ đóng tiền shipper dùm cho những người chủ nhân. Và cũng có một cái hệ thống của sở thuế đã được ứng dụng từ lâu rồi, nó gọi là một cái clearing house, tức là cái small business separation clearing house. Thì quý vị cũng có thể vào cái clearing house này để mà sắp xếp việc đóng tiền shipper cho công nhân của mình. Thì đối với cái câu hỏi là chúng ta nên chọn cái hệ thống nào cho thích hợp, thì cái đó là tùy cái hoàn cảnh, tùy trường hợp của mỗi người chủ nhân, mình thấy cái nào thích hợp cho mình thì mình chọn. Còn để mà có thể đóng cái tiền shipper qua cái hệ thống shipper stream này thì những người chủ nhân có thể phải thu thập thêm một số cái tài liệu cá nhân của công nhân của mình. Thì cái tài liệu đầu tiên mà cần yếu nhất mà quý vị cũng biết là cái số thuế, tức là cái tax file number, thì chúng ta phải có. Tại vì từ đó chúng ta mới có thể đóng qua shipper stream được. Và cái điều thứ hai nữa là cái con số gọi là cái số nhận dạng của cái quỹ hưu bổng của cái người đó qua quỹ hưu bổng, nó gọi là Unit Shipper Identifier. Thì mỗi người công nhân khi mà họ có một quỹ hưu bổng, họ đều có cái số duy nhất của họ, cũng như là cái số riêng của mỗi người công nhân. Thì khi mà chúng ta có đầy đủ những thông tin rồi thì thưa quý vị là chúng ta có thể đưa những cái thông tin này vào cái hệ thống đó với, cùng với những cái chi tiết khác, hiển nhiên là tên, tuổi hay là những cái địa chỉ này kia. Thì từ đó thì chúng ta có thể sẵn sàng để sử dụng Super Stream được rồi. Vâng, xin cảm ơn anh. Như vậy thì cũng có nhiều sự lựa chọn cho quý vị, và tùy thuộc vào quý vị chọn cái nào phù hợp cho mình thì sẽ chọn cái phương cách để phù hợp nhất với mình. Vâng, xin được cảm ơn anh David Ngô. Và để xác nhận lại một lần nữa thì anh có thể là khẳng định lại là có nghĩa là để mà tốt nhất thì chúng ta phải nên chuẩn bị ngay từ bây giờ, đúng không thưa anh? Dạ thì thật ra thì bây giờ thì đó là cái thời gian mà có thể là gấp rút nhất, cũng để không mà còn, cũng không còn bao lâu nữa, chỉ còn dưới 2 tháng. Chúng ta sắp hết tháng 3 rồi thì chuẩn bị là tới tháng 4 là chỉ còn 2 tháng nữa thôi. 2 tháng nữa thôi. Dạ, vâng. Thì cái vấn đề là sau khi mà chúng ta đã chọn một cái hệ thống để mà dùng cái Super Stream này thì chúng ta cũng phải thử nó như thế nào, nó có làm việc tốt hay không, nó có trôi chảy hay không. Thì chúng ta cũng có cần có thời gian đó. Thì tôi nghĩ là quý vị cũng nên bắt đầu ngay từ bây giờ, sau khi quý vị nghe được cái thông tin này, chứ quý vị nên bắt đầu ngay để mà có thể kịp cái thời hạn 30 tháng 6 để của năm nay. Để chúng ta có cái thời gian nó thông thả, không phải gấp rút. Thì nó sẽ được chuẩn bị kỹ hơn thưa quý vị. Vâng, và thưa anh David Ngô, như vậy thì Sở Thuế ATO có các công cụ hay là các nguồn nào đó mà để giúp cho chủ nhân chuẩn bị cho cái phần Super Stream này hay không? Dạ, thì xin thưa thì chúng tôi có rất là nhiều cái thông tin để mà giúp cho quý vị tìm hiểu cũng như là biết được những cái hệ thống như thế nào để mà có thể hướng dẫn quý vị làm theo cái luật của chính phủ về Super Stream. Thì quý vị có thể dùng cái bảng checklist, tức là cái bảng mà kiểm định của sở thuế. Thì trong đó có những cái bước hướng dẫn của quý vị, cho quý vị có những cái câu hỏi quý vị hướng dẫn từ từ để mà cho quý vị biết làm sao để chuẩn bị cho Super Stream này. Thì cái bản checklist này quý vị có thể tìm qua cái trang mạng của sở thuế. Thì xin thưa nó là địa chỉ là ato.gov.au/superstreamchecklist. Thì qua cái Super Stream checklist này quý vị có thể vào đó để mà tìm hiểu. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể vào ato.gov.au/superstreamforemployers. Thì đây là cái trang dành cho những người chủ nhân vào trong đó để tìm hiểu thêm về Super Stream. Và quý vị cũng có thể tìm những cái thông tin bằng tiếng Việt
qua trang mạng sở thuế là ato.gov.au/vietnamese. Thì quý vị vào đó và tìm cái thông tin Superstream thì chúng tôi cũng có. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho sở thuế qua đường dây hưu bổng số 131020. Thì nếu mà quý vị nào không nghĩ là mình nói rằng tiếng Anh và cần nói chuyện với nhân viên sở thuế thì có thể gọi cho thông ngôn phiên dịch số 131450 để họ giúp đỡ mình nói chuyện với sở thuế. Còn một điều chúng tôi cũng khuyên quý vị là quý vị cũng có thể tìm những cái sự cố vấn nơi những người kế toán của mình hay là những người bookkeeper, những người giữ sổ sách của mình, cũng như là có thể liên lạc với quỹ Superfund để mà tìm hiểu thêm hoặc là để hướng dẫn về vấn đề super chúng ta phải thực hành như thế nào. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn anh. Như quý vị thấy anh David Ngô chia sẻ thì chúng ta không phải lo lắng, bởi vì là chúng ta có thể liên hệ với sở thuế bằng số điện thoại, hoặc chúng ta có thể vào những trang mạng để tìm hiểu, và chúng ta nếu như mà không sử dụng được rành rõi tiếng Anh thì chúng ta vẫn có thể có những cái trang mạng tiếng Việt, cũng như là chúng ta có thể gọi đến sở thuế qua cái đường dây thông dịch như anh David Ngô đã cung cấp cho quý vị cái số phone, số điện thoại. Vâng, như vậy nghe ra thì ATO có rất là nhiều cách để giúp đỡ cho các chủ nhân chuẩn bị cho cái phần Superstream, đúng không anh David Ngô? Dạ vâng. Và cũng xin cảm ơn anh David Ngô đã đến với đài cũng như quý vị khán giả của Vietface TV. Và Hoàng Ni và anh David Ngô cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình, cũng như là thường xuyên đóng góp những câu hỏi rất là bổ ích đến cho chương trình. Và thân ái xin chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giải đáp thuế vụ hàng tháng vào tháng sau. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, xin cảm ơn cô Hoàng Ni và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình thuế vụ của chúng tôi hôm nay.